Thời gian qua, để giảm thiểu tình trạng lây nhiễm chéo trong cộng đồng, một số điểm nóng dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã triển khai biện pháp giãn dân, chuyển người dân từ những khu vực nguy cơ cao, chủ yếu là các kiệt hẻm, chung cư ra vùng an toàn. Biện pháp này bước đầu cho hiệu quả, thấy rõ trong công tác phòng chống dịch, ghi nhận tại các điểm giãn dân trên địa bàn quận Thanh Khê. Qua các đợt giãn dân, đến nay có khoảng 400 người dân phường Tam Thuận, quận Thanh Khê đang được tập trung tại 3 cơ sở giãn dân: trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, trường tiểu học Bế Văn Đàn và trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Người dân được di dời đều phấn khởi và an tâm khi đến tập trung tại điểm giãn dân. Đây là một vấn đề rất là nhân văn, chính quyền đã đặt ra và rất là tốt để mà phục vụ cho sức khỏe của nhân dân. Tất cả nhân dân đều đồng tình. Quận bảo đảm các sinh hoạt cần thiết cho người dân, lo toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt, cũng như thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế. Công dân mà vào đây thì họ được chăm sóc y tế rất là tốt. Nếu mà họ có bệnh gì thì họ báo bên tổ y tế. Tổ y tế sẽ mặc đồ bảo hộ lên và thăm khám cho họ và sẽ cấp thuốc cho họ. Hàng ngày buổi sáng là tổ y tế họ sẽ đi lên đo nhiệt độ và thăm khám những cái bệnh mãn tính. Hiện quận Thanh Khê và phường Tam Thuận đang phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành phun khử khuẩn, tẩy trùng bằng hóa chất tại các điểm nóng COVID-19 đã thực hiện di dời dân. Sau khi tình hình dịch được kiểm soát, các khu dân cư đã được làm sạch, sẽ đón người dân quay trở về. Hiện tại đối với môi trường của Tam Thuận và nhất là những khu vực kiệt hẻm với 3 cái điểm nóng với trên cả 100 cái ca F0 như thế này, thì cái môi trường nó đã rất là ô nhiễm. Và cái việc triển khai cho bà con sang một cái môi trường an toàn hơn, trong lành hơn như thế này cũng là một cái điều rất là nhân văn và bà con cũng rất là đồng thuận. Thì sau khi triển khai cái việc giãn dân này, tập trung cho cái việc là khử khuẩn, sát khuẩn ở cái địa bàn của các cái kiệt hẻm này để đảm bảo cái môi trường nó sẽ trong lành hơn. Số ca tại phường Tam Thuận giảm dần sau khi thực hiện biện pháp giãn dân từ ngày 4 tháng 9. Cho đến nay, mỗi ngày chỉ ghi nhận 1 đến 2 ca, đa số là các F1 đã cách ly tập trung.